Hello mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Victor Xuân Hoàng. Nhiều tiền không các bạn? Đây là khoảng gần 7 tỷ hơn, 7 tỷ hơn của các bạn. Em cho anh Ngân anh nói chuyện chút xíu rồi em đếm tiếp nha. 7 tỷ hơn các bạn, của một cô bé khách hàng mà rất là chất chơi. Thực sự mà nói Hoàng từ đó tới giờ bán rất là nhiều khách hàng rồi, nhưng mà khách hàng này thật sự chất lắm. Đem đến đây nè, quăng cho Hoàng một cục tiền hơn 7 tỷ, kêu chọn cho một chiếc Maybach, muốn làm gì cũng được, mai nhận xe các bạn. Bây giờ là Hoàng đang cho làm thủ tục nộp tiền cho kế toán nè, xong sau đó là sẽ cho đi bấm số gấp nè, sau rồi làm đẹp xe nhanh nè, rồi bàn giao cho cô bé này. Thì Hoàng bật mí cho các bạn luôn, mới cách đây 2 tháng thôi là vừa mới mua của Hoàng chiếc E300 xong, bây giờ là chơi thêm chiếc Maybach nữa các bạn, mới 9x thôi. Cô bé này là ai mà chất dữ vậy trời? Mời các bạn coi clip của Hoàng để coi thử coi cô bé khách hàng này là ai nha. Thì ngày mai Hoàng sẽ bàn giao xe Maybach cho cô bé này. Hoàng sẽ chuẩn bị thêm cái gì đó cho nó đặc biệt một chút xíu. Bây giờ thì phải đếm tiền thôi. Tội nghiệp cô bé kế toán đó, bây giờ phải đếm hơn 7 tỷ nè các bạn. Thật sự quá nhiều tiền luôn các bạn ha. Đây là một trong những khách hàng mà Hoàng nói thật sự, nếu mà gọi là sở hữu xe Maybach tại Việt Nam là đứng tên xe có lẽ là trẻ nhất luôn các bạn. Mới sinh năm 95. Chất ha. Rồi, bây giờ là Hoàng sẽ cho tiến hành nộp tiền. Sau đó là Hoàng hoàn thành tất cả các thủ tục. Mọi người coi mai Hoàng bàn giao xe nha. Vâng, là con gái thật tuyệt đúng không các bạn? Là con gái là phải xinh, là phải lung linh. Thì riêng chiếc Maybach thì Hoàng sẽ cho phối nữa con màu hồng. Màu hồng lung linh. Cái này là Hoàng tự ý Hoàng design thử coi, là không biết là sau khi mà bé nhận xe bé có thích hay không ha. Thường bây giờ thì là cái những chiếc Maybach 560 nó có hai màu, nửa trên và nửa dưới, và ngoài đường các bạn hay thấy Maybach rất là nhiều. Thì Hoàng chắc chắn đây là một chiếc Maybach vừa hồng vừa đen đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam ngay lúc này. Rất là lung linh, rất là dễ thương ha. Bây giờ là Hoàng đang cho các bạn hoàn tất cái thủ tục bấm số. Hoàng đã bấm số xong rồi ha. Thì ngày chiều hôm qua là các bạn thấy rồi đó, bé nộp tiền, sáng nay Hoàng xử lý hết, bấm số, đăng kiểm, mọi thứ đã xong gần như là hoàn hảo. Bây giờ Hoàng cho dán xong nữa là Hoàng đem về chương trình, Hoàng bàn giao xe. Rồi mọi người coi Hoàng bàn giao xe, không biết cảm xúc của bé sau khi thấy chiếc xe này sẽ như thế nào, chúng ta cùng chờ xem nha. Thưa các bạn, mọi thứ Hoàng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bây giờ chuẩn bị tiến hành thôi, chấp nhoáng cho cô bé luôn. Chiều hôm qua nộp tiền, sáng nay bấm số, trưa về chuẩn bị đăng kiểm, dán tem, bây giờ bàn giao xe, bây giờ chính xác là 3:30, mọi thứ đã hoàn toàn xong hết rồi. Bây giờ là bé đang sắp tới rồi ha, rồi chúng ta cùng tiến hành bàn giao xe thôi. Các bạn coi thử là chiếc Maybach của bé Hoàng làm lại còn có đẹp không nha. Hello em. Hello. Lâu quá gặp hoài. Đây đứng đây là đứng đây là đứng đây là đứng đây luôn nha. Đứng đây luôn nè. Bé đứng đây nè, đứng đây nè. Bạn có vô không? Dạ không. Có mình em thôi dạ. Đúng không? Ok. Thì để coi như là chào mừng em tiếp tục quay trở lại với Mercedes bên anh. Dạ. Anh có một cái buổi giao xe. Dạ. Dành riêng tặng cho em. Dạ. Em nghe thử cái bài này coi em nhận ra ai hát không nha. Dạ. Ok. Yeah.
Là một lần nữa hai anh em mình lại khui với nhau chơi sâm banh. Dạ. Coi như là em đã thực hiện đúng lời hứa đúng không? Hay quá, anh không ngờ luôn, nó nhanh như vậy luôn. Dạ. Tiếp tục. Em uy tín mà, em đã hứa với anh Hoàng là em phải thực hiện. Yeah, thiệt đó trời ơi. Vậy giờ sau khi mà nhà mình nhận cái máy bắt này, em hứa với anh gì nữa? Lên nữa. Lên nữa hay sao anh? Lên nữa đi ha. Cái đó để từ từ anh em mình bàn ha. Dạ. Hôm nay mình ngày vui trước đó. Dạ. Nhưng mà hôm nay là anh giới cái xe em thích nữa nè. À. Màu hồng này bling nữa nè. Đúng rồi, đợi chút xíu, bây giờ anh khui trước nha. Dạ. Anh khui trước chút xíu nha. Rồi, hai anh em mình tiếp tục. Cho mừng chậm nha. Gọi là mọi người ơi, anh Hoàng rất là mát tay về xe nha mọi người. Khi mà xe rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội để lên tiếp dùng xe khác. Đây là Siêu Master về sale. Đây anh mời em đứng, hai anh em mình đứng đây nè, đẹp hơn nè, đó. Rồi. Phải, anh em, ok. Rồi hai anh em trong phần trăm nha, ok. Hết luôn. Thiệt ra cái xe Maybach này nè, nó có một cái bộ ly, là bằng bạc, họ sản xuất riêng. Đúng ra là anh định là kêu em là xin phép em khui ly này để hai anh em mình cũng ly cho nó ngầu, nhưng mà thôi cái này anh để dành cho em. Nên... vậy hả? Ok, mình cũng cùng lại ha, cho nó đẹp nè, cho nó ngầu ha. Hạnh phúc mọi người ơi, thật sự định là đến sinh nhật của em mới đổi. À. Nhưng mà trong cái dịp là sắp tới sẽ ra một cái MV. À. Bài hát em sẽ kết hợp với anh Nguyễn Minh Cường. À. Để cho ra một cái ca khúc khá là tình cảm và sâu sắc. Thì sau khi quyết định thì em sẽ mua xe trước cái MV để tự hưởng thêm anh. Trời ơi. Để chúc mừng cho cái cột mốc mới trong công việc nghệ thuật của mình. Thiệt ra là anh mới là chúc, đầu tiên là anh cảm ơn em, thứ hai là anh chúc mừng em, và điều thứ ba anh tiết lộ với em luôn là em là một trong những khách hàng trẻ tuổi nhất sở hữu xe Maybach tại Việt Nam. Quá là hoành tráng luôn. Giống như hồi nãy khi mà chúng ta đến đây làm lễ bàn giao xe, bạn Ngọc là chuyên về bolero,
kiếm rất là khó mới ra được một bài dance. Nhưng mà cuối cùng cũng có bài dance ha. Giống như là em để dành bài đây. Dance này để dành nhận xe bay bắt đúng rồi. Đó, cái ly bằng bạc. Mọi người ơi, đẹp quá nè. Cái ly này là mình phải bỏ ra 8 tỷ mình mới có hai cái ly này. Thiệt ra với cái hai cái ly này á, hai anh em mình phải thay đổi cái không gian cụm ly một chút nó mới đẹp. Bây giờ anh sau khi mà cầm xong hai ly ha, anh rót xong rượu rồi, anh em mình đổi không gian. Đúng rồi. Đây là một cái ly khá là đẹp. Đúng rồi. Giống như là một cột mốc mới của Ly Trang. Hy vọng là từ cái ly này, Ly Trang sẽ có những cái hợp đồng trong công việc của mình càng ngày càng rực rỡ hơn nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ anh rót cho luôn nha. Khi mà em rót vô em sẽ cảm giác được cái nó lạnh nó ra cái ly này ha. Thú ly này nha. Ly để độc lắm. Để dành mình uống mình rượu vô đúng thử không nha. Dạ. Anh mời em qua bên kia ha. Dạ. Em là bên phải đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, chúc mừng em. Dạ. Xin mời mọi người. Đây nè em, anh. Đây nè em. Ở đây nó có hai cái đồ để ly nè. Dạ. Đó, em để nó gài lại luôn. Wow. Không? Có thể chỉnh nóng lạnh được luôn. Dạ. Xe này mà em đi thì em có thể ngã ra relax. Yeah. Tuyệt vời, luyện thanh rồi trong đây rồi này kia thoải mái. Yeah. Cái đặc biệt nhất của cái Maybach mà những dòng S thường không có là cái cửa sổ trời này em nhìn đi. Yeah. Em thấy không? Nó màu xanh. Đúng rồi. Nó có thể đổi màu. Đúng rồi. Luôn luôn nó dịu mát như vậy nè. Đèn xe thì nè, nó đi theo tâm trạng của em. Yeah. Nó đi theo thời tiết. Yeah. Bữa nào mà em cáo gắt đồ này kia tự nhiên xe nó sẽ vô xe cái nó dịu lại liền. Đó. Nhưng còn nếu mà mình đang yêu thì nó sao màu hồng đúng không? Đúng rồi nè, đó thấy không? Nãy màu hồng không? Cái kiểu này là mình đang yêu đúng không? Đúng rồi. Rồi, thì là anh nghe nói là sắp tới là em không hát bolero nữa mà chuyển qua dòng bóp, nhạc bóp luôn hả? Ballad anh. Ballad hả? Dạ. Xâm nhập vô thị trường V-bop luôn bá. Dạ, dạ. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận tất cả những cái sản phẩm sắp tới. Em vừa mới quay xong. Nhưng mà là em đi hát là vì đam mê đúng không em? Dạ đúng rồi, đúng không? Nếu mà đi hát mà để mua Maybach thì nó cũng hơi sai sai. Đúng rồi, không phải thì thiệt ra là không anh thì cái may mắn của anh thì làm việc từ đó tới giờ là rất là nhiều các nghệ sĩ. Và cách đây 10 năm anh cũng từng làm có những công ty về giải trí. Thì chứng kiến từ nghệ sĩ người sĩ một phát đi từ phát triển lên nó cũng có cả một giai đoạn. Không hề đơn giản chút nào. Nhất là cái thị trường âm nhạc Việt Nam có sự cạnh tranh rất là khắc nghiệt. Thấy không? Nhưng mà với anh nghĩ là với cái gọi là lòng yêu nghề đi hát vì đam mê như em thì chắc chắn sẽ thành công. Đúng không em? Mình làm gì đam mê đúng không? Coi như là mình làm điều mình thích và mình thích điều mình làm thì chắc chắn lúc nào cũng thành công. Đây nè em, đây là có cái tủ lạnh đó nè, không? Đó. Hay quá, nó auto là theo xe đúng không anh? Đúng rồi, nó auto theo xe tất cả mọi thứ. Dạ. Đây, hai cái ly hồi nãy mình uống xong mình có thể cài nó vô đây. Dạ. Trong kia bỏ chai sâm banh. Dạ. Đó. Đúng là xong đây. Đây là trong đây thì nó có một cái bàn. Dạ, đó, ăn, em mời, luôn, em, bay luôn. Em mời đối tác lên đây ký hợp đồng xong rồi ok có là khui sâm banh trong xe thôi. Đơn giản. Chắc chắn là sau khi mua chiếc xe này thì sẽ có rất là nhiều cái thú vị về công việc sắp tới đây. Nhưng mà thiệt ra hôm bữa Ngọc có hỏi anh về rất là nhiều dòng xe. Đúng không? Nhưng mà tại sao cái lý do nào mà cuối cùng là em quyết định em chọn Maybach bên anh? Thật sự lúc đầu á, khi mà em hỏi anh, em định là lấy S450 rồi. Đúng rồi. Em không định lấy Maybach đâu. Nhưng mà khi mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại á, thì nếu mà thể thao á, thì mình chọn E. Còn nếu mà đã là thích đẳng cấp thì mình dùng Maybach. Dạ. Nhưng mà Maybach thì ở Việt Nam thì đối với một cái người vị trí như em thì em nghĩ S450 Maybach là hợp lý nhất. Dạ, nó phù hợp với em nhất. Đúng rồi, nó phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng mà giờ em đi Maybach đồ này kia cái bầu show thấy dữ quá rồi sao dám bút show. Dạ thì cho em hát cho vui. Hay quá, anh thích cái đó, anh thích mai mốt anh giao xe anh mời em. Ok luôn, nhớ okay. Nha. Rồi bây giờ là trước khi mà bàn giao cho em đem xe cưng về nhà thì bắt đầu anh mời các bạn ra hướng dẫn sử dụng cho em sơ ha. Dạ, vì dạ. Thiệt ra để mà hiểu được hết chiếc Maybach này anh nghĩ chắc cũng phải nửa ngày. Đúng rồi. Rất là nhiều công dụng, này, rất là nhiều công dụng. Nhưng anh tin là khi em bước vô cái không gian này với cái dàn loa 26 loa mà êm ái mà chạy xe du dương như thế này, đảm bảo lúc nào tinh thần em cũng thoải mái.
Dạ không, mà gặp anh Hoàng em đã thấy em biết thoải mái. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh thật nhiều. Dạ, rồi, dạ, okay. Cảm ơn anh. Anh đi làm y chang như em luôn, làm gì đam mê. Thề với em luôn, tiền lương bán chiếc xe này không đủ đặt bó hoa này luôn. Ôi, cảm ơn em. Đây là mình, là vì đam mê. Là vì đam mê cho mọi người. Sau này ai có nhu cầu mà lựa hoa thì cứ liên hệ anh Hoàng. Không, không, chết anh đó. Em vừa cho anh xin tấm hình nữa nè. Xong Hoàng đã bàn giao xong cho cô bé ngọc nữ bolero dễ thương như ngọc Lily Jane. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng Hoàng trong những chiếc clip, trong những cái buổi bàn giao xe cũng như chương trình làm đẹp xe yêu của Mr. Xuân Hoàng. Thì nhớ nha, ai đang coi video của cô Hoàng mà chưa subscribe kênh của Hoàng thì nhớ subscribe kênh của Hoàng nha. Bye bye.